Xin chào cả nhà đã đến buổi livestream của Thẩm mỹ viện BB Thanh Mai. Thì hôm nay được sự cho phép của chị An thì chúng ta hãy cùng theo em để xem liệu trình chị An điều trị như thế nào nhé. Dạ em chào bác sĩ, em chào chị An ạ. Chào Linh nha. Dạ bác sĩ ơi, thì không biết là chị An đã điều trị tới đâu rồi bác ha? Của chị Linh thì còn vài like nữa thôi là kết thúc rồi đó Linh ơi. Dạ. Đây rồi chị ơi. Em kết thúc cái điều trị therapy của chị rồi nhé. Là mình làm xong nửa mặt đúng không bác? Em mời chị ngồi dậy nhé. Em xin mời chị An mình ngồi dậy để xem cái nửa mặt làm rồi và nửa mặt chưa làm của mình như thế nào chị ha. Dạ em mời chị An mình xem cái tình trạng da của mình một mặt nửa bên làm rồi và nửa bên chưa làm của mình như thế nào chị ha. Nó khác hẳn luôn ha em ha. Cái bên làm rồi nó rất là săn chắc và cái da của mình cũng cảm thấy là nó sáng hơn nữa. Dạ. Cái vết râu rồng ở đây. Dạ. Nó có vẻ nó rất mờ hơn rất là nhiều. Và chị có thể rờ lên má của mình xem cái tình trạng da của mình như thế nào chị nha. Chị cảm thấy nó rất là săn chắc, như là nó được cấp ẩm và nó cũng căng bóng nữa. Nói chung là chị rất là hài lòng. Nhìn vào kính thì thấy hai bên nó khác nhau rất là rõ rệt luôn. Dạ ở đây chị có thể thấy nè, cái khi chị rờ vào da bên này của mình nó sẽ khác so với bên này. Cái da vùng da bên này của chị nó hơi đang còn trùng nhão đúng không? Chị có thể rờ lên xem thử chị. Nó không nhão, nó không săn chắc mà nó có vẻ là nó hơi khô nữa. Dạ. Ở đây thấy rõ hơn là những cái nếp nhăn li ti trên da của chị đó, hầu như gọi là mất hết rồi đó chị. Hầu như không thấy những cái nếp nhăn li ti của mình nữa đâu. Dạ. Thì bác sĩ có thể chia sẻ thêm về cái tình trạng mà da của chị trước khi làm liệu trình bên mình đúng không ạ? Cái liệu trình therapy của chị An hiện tại là được thực hiện ở BB Thanh Mai của mình khá là thường xuyên. Dạ. Bởi vì là cái hiệu quả của nó mang lại. Linh ơi, Linh nhìn này, là chị An mời chị An xem. Thực ra là mình coi nhất là cái đường viền hàm nó rõ hơn. Đường viền hàm của chị rõ hơn. Bên này nó líp hẳn lên này. Bên này thì nó vẫn còn sệ. Cơ thì nó trùng nhão nhiều ha. Bắt đầu cái độ lão hóa nhiều rồi. Tiếp theo là cái rãnh mũi má. Bên này nó nhất là nó ngắn hơn, nó nông hơn rồi. Nó đã được cải thiện rồi, cái vùng này nhìn nó trẻ hóa hơn. Em nhìn thấy này, đầu tiên là cái cơ nó líp lên, nhìn nó căng hơn, săn cơ hơn, săn da hơn của chị rồi. Tiếp theo là em cũng đi trẻ hóa cái vùng quanh mắt. Tập trung chủ yếu rất nhiều vào cái vùng rãnh mũi má cho chị, cải thiện cái vùng đó chị. Và cái đuôi lông mày này nó nhích lên. Nhìn bên này nhìn cao hơn hẳn ha. Dạ đúng rồi. Nhìn mắt mình tươi tỉnh hơn. Đấy. Bởi vì cái hiệu quả của therapy thì hiện tại mới được 5 đến 10% thôi. Chị ráng chờ giúp em nhá. Ráng chờ giúp em để tăng sinh collagen được nhiều hơn nữa, đem lại cái hiệu quả tốt hơn cho mình. Đấy. Thì cái hiệu quả của nó thì sẽ từ 2 đến 3 tháng sau thì cái hiệu quả là cảm thấy rõ rệt nhất. Sau đấy thì nó còn cái hiệu quả của nó còn được kéo dài nữa. Tức là mình phải sử dụng thêm những cái thời gian rất là dài sau. Và cái liệu trình sau thì bọn em mời chị tới để mà thực hiện tiếp cái liệu trình nữa. Để cho chị đẹp mãi, trẻ mãi, đẹp hoài, trẻ hoài ha. Dạ, thì chị ơi không biết là trong quá trình mình làm chị có cảm thấy đau hay là đau rát gì không chị? Không, chị cảm thấy nó rất là dễ chịu, giống như là mình chỉ vào đây mình nằm thư giãn thôi, chứ ngoài ra mình đâu có cảm giác gì. Dạ, thì có một số khách hàng bên em vẫn có thể ngủ trong quá trình điều trị luôn đó ạ. Chị có cảm giác là mình đẹp hơn sau khi làm. Cho nên là mình rất là vui hơn đúng không chị? Dạ, thì em xin mời chị cũng như là mời bác sĩ là mình tiếp tục làm liệu trình ạ. Mình còn một nửa mặt bên còn lại nhé. Quá khác biệt phải không cả nhà, chỉ 60 phút mà chị An đã có một làn da vừa săn chắc cũng như nâng cung chân mày, đỡ rảnh cười như vậy. Cả nhà mình muốn có một làn da như chị An thì hãy gọi vào số điện thoại 1800 6617 hoặc là nhắn tin cho Thẩm mỹ viện BB Thanh Mai để được tư vấn. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi buổi livestream của ngày hôm nay. Hẹn gặp cả nhà là buổi livestream tiếp theo nhé.